Oh,
bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Oh, the fields we go, laughing all the way. so much.
接下来我们请到师父的老师为我们表演。祝梦师父人生，恭祝师父圣诞快乐，各位同修，恭祝大家圣诞快乐。感恩师父。谢谢老师 ，Thank you, teacher. 30 năm trước đây, 30 年前, 师父 là cô học trò cưng nhất trong đời dạy học của tôi tại Việt Nam. Sư phụ là học sinh. Sư phụ là những học sinh trong đó tôi thương yêu nhất. Xuất sắc toàn diện về mọi mặt. Ta trong mỗi phương diện đều rất ưu việt. Về học vấn cũng như về đạo đức. Trong học vấn phương diện, đạo đức phương diện đều rất tốt. Sư phụ có một cuộc sống thánh thiện ngay từ lúc thiếu thời. Trong 幼年的时候,
他的生活就跟别人不一样，很高雅。 Mà không bao giờ tôi quên được. 我没有办法忘记那种印象。 Hôm nay, 30 năm sau, 已经是30年以后, tôi sung sướng vô ngần. 我非常的高兴。 Học trò của trường Lâm Phật mà sư phụ là Minh Sư Viện trưởng. Giờ tôi xin nói lại để đồng kiểm có thì giờ phiên dịch cho quý vị nghe. Hôm nay 30 năm sau tôi sung sướng vô ngần được làm sinh viên của trường đại học làm Phật tại xứ Ta Bà này mà sư phụ là Minh Sư Viện trưởng. 30年后，我现在变成这所大学里面的学生。我的老师是青海无上师。 Con xin kính lại sư phụ một lại. Please no, please, please no. Nhân dịp Giáng sinh, con xin hát bài ca cúng dường sư phụ. Chỉ có 4 chữ em tan trường về. Hôm nay, Sinh Cảm Chế, ta sang một bài hát, Cung Yang Sư Phụ. Được dịch sang tiếng Anh là Backing Home from School. Coming, returning home from school. Tất cả chúng ta, những đệ tử tu phép pháp môn Quán Âm. Đang rộn ràng chuẩn bị cho Ngài về. Lần tan trường này là lần chót của chúng ta đối với thế giới Ta Bà này. Chưa lần nào chúng ta sung sướng như lần bãi trường này vì có mẹ chúng ta chính là sư phụ đưa đường dẫn lối dắt chúng ta trở về với Thượng Đế, với đại gia đình của vũ trụ. 没有什么比这件事更快乐，因为我们在这边有我们的母亲引导着我们。 Bài ca Em Tan Trường Về chỉ vỏn vẹn có 4 chữ. Tôi đảo lộn thứ tự trong bài. Đảo lộn thứ tự để trở thành một bài hát mà ý nghĩa vẫn không thay đổi cho các câu. 这里面他所唱这首歌，那个可能那个顺序他会稍微调转一下，不过那个意思还是没有改变。 Và đây bài ca Em Tan Trường Về. Em tan trường tan, em về trường tan, em tan trường tan, em về trường tan, em về em tan trường tan, em về trường tan tan trường. Cảm ơn thầy. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn tất cả quý vị đồng thời. Cảm ơn thầy. Hào, trai sư cú chẳng hoan hỉ.
赞美他，但愿变成一次言辞，永远站在历史上，赞叹我超越的师父。千年前上帝送下了耶稣基督来救度我们苦难的众生，两千年后 上帝再一次派下一个更伟大的那个师父，就是我们伟大的南无青海无上师下来救度我们这些啊这些同修这些徒弟。我们非常感谢上帝，更感谢我们师父的辛苦，但是我们不知道如何表达我们对师父的感谢跟爱心。接下来我们就是用我们那个五色缤纷的烟火向上帝致最近的那个敬意。好，我们现在开始欣赏我们的烟火。